Thưa quý vị, trước đây việc giao số lượng cán bộ công chức ở xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thực hiện theo quyết định số 57 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trên cơ sở thực hiện nghị định số 92 năm 2009 của Chính phủ. Tuy nhiên, năm 2019, Chính phủ ban hành nghị định số 34 sửa đổi bổ sung một số quy định trong nghị định 92 với số lượng cán bộ công chức cấp xã nhiều hơn. Với những sửa đổi bổ sung này, dự thảo quy định số lượng và bố trí cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua tại cuộc họp vào sáng nay 16 tháng 6 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, ông Trần Văn Tuấn và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan. Dự thảo quy định số lượng và bố trí cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh thay thế quyết định số 57 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân gồm 5 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, số lượng, bố trí cán bộ công chức cấp xã, trách nhiệm thi hành, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. Số lượng cán bộ công chức cấp xã được quy định là 23 người đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 1, 21 người đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 2 và 19 người đối với đơn vị hành chính cấp xã loại 3. Số lượng cán bộ công chức cấp xã bao gồm cả cán bộ công chức được luân chuyển điều động, biệt phái về cấp xã. Riêng trường hợp luân chuyển để đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã thì thực hiện theo Nghị định số 08 năm 2016. Đối với các xã thị trấn đã bố trí trưởng công an xã thị trấn là công an chính quy thì giảm một người so với trước đây. Đồng ý thông qua nội dung dự thảo, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Sở Nội vụ rà soát kỹ số lượng cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh và đề xuất phương án xử lý cán bộ công chức cấp xã dôi dư, nếu có tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời xử lý tháo gỡ.